Để tiếp nối những siêu phẩm tuyệt vời về những cái căn nhà đẹp ở bên Bất Động Sản Nhà Tốt muốn gửi tới tận tay khách hàng, review chân thật nhất về vị trí nhà, hướng nhà, thông số nhà và giá bán, thì trong video này sẽ có một siêu phẩm gửi tới quý khách hàng đã, đang và theo dõi kênh Bất Động Sản Nhà Tốt của Ngọc Ánh nha. Với cái ngôi nhà diện tích là 56,5m trên sổ đỏ, từ tầng 2 thực tế xây dựng nó khoảng tầm 60m, hướng nhà là hướng đông nam mọi người ạ. Căn nhà thiết kế và xây dựng là 4 tầng, có sân để xe riêng, cách vị trí đường ô tô chỉ 10 mét thôi nha mọi người. Và cái giá chào bán thì vô cùng hợp lý, 2,5 tỷ đồng. Với cái căn nhà này, quý khách hàng chỉ phải chi trả khoảng tầm 1 tỷ đồng thôi là đã có thể sở hữu cái căn nhà tuyệt vời này rồi. Vị trí Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí ngôi nhà này đi ra tới bến xe Nghĩa chỉ 1 km thôi mọi người ơi. Cách chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa, phạm vi bán kính 500m quay đầu. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh nhìn với vị trí ngôi nhà này nha. Thiết kế và xây dựng độc lập vô cùng đẹp. Theo cái thửa đất của ngôi nhà là ngôi nhà là theo cái thửa chữ L, thiết kế vô cùng độc đáo, rất là rộng, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài vô cùng thoáng, hướng nhà là hướng đông nam. Ngọc Ánh xin nhắc lại nha mọi người. Và với căn nhà này, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu bao toàn bộ phí thuế sang tên. Và với căn nhà theo hiện trạng Ngọc Ánh đang quay ở trên video này thì quý khách hàng có thể về ở ngay lập tức, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Bởi vì sao ạ? Hồ sơ điện, hồ sơ nước của căn nhà này đã được hoàn thiện rồi, sổ đỏ đầy đủ rồi, căn nhà gần như là hoàn thiện tới 95%, chỉ còn một chút nữa về phần dọn dẹp thôi là quý khách hàng có thể dọn đồ về ở ngay, với cái sân để xe riêng và có cái khu vực ở đây có ống chờ để có thể rửa mọi người ạ, để có thể rửa xe, hoặc là quý khách hàng có thể là rửa xe này hoặc là rửa đồ đạc ở bên ngoài rất là thuận lợi. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Như khách hàng nhìn thấy đây, thiết kế 4 tầng, có ban công rất là đẹp. Từ vị trí ngôi nhà mà ra tới trục đường ô tô đi nó chỉ 10m thôi nha quý vị. Đây, Ngọc Ánh review rất là thật. Diện tích trên sổ đỏ là 56,5m. Quý khách hàng nào mà muốn biết thông tin về sổ đỏ, inbox ngay Zalo cho em gửi sổ sang trước cho quý vị nha. Tiếp theo, mời quý vị vào phần chính của ngôi nhà, tầng 1 của ngôi nhà đây. Vị trí của ngôi nhà rất là đẹp, thiết kế của ngôi nhà cũng rất là tối ưu, đầy đủ công năng sử dụng. Với cái diện tích rộng như thế này thì đảm bảo luôn quý khách hàng nào của em cũng mong chờ với cái diện tích rộng. Hơn nữa lại được xây dựng độc lập, và cái căn nhà này thì xung quanh đầy đủ những cái tiện ích mà ai cũng mua nhà và mong muốn mọi người nha. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Đó, mọi người có thể nhìn thấy cái sàn gạch nó hơi bẩn một chút, ở đây thì còn một chút nữa như Ngọc Ánh chia sẻ là về phần dọn dẹp. Gạch lát nền của ngôi nhà kích thước 60-60, toàn bộ phần sơn, phần trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng đều đã được hoàn thiện đầy đủ gần như 100%. Đấy, về phần trần thạch cao ở ngoài phần phòng khách, quý khách hàng có thể nhìn thấy chủ đầu tư cũng thiết kế khá là tỉ mỉ. Trần thạch cao theo kiểu hệ giật cấp, có đầy đủ cái móc chờ quạt trần ở phía tầng phòng khách này rất là thoáng. Phần sơn của ngôi nhà ở tầng 1 là toàn bộ thiết kế màu trắng nha mọi người. Đó. Hồ sơ điện, nước đều đã được lắp đặt, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Với cái gian phòng khách riêng như thế này thôi, quý khách hàng có thích không? Đó, rất là đẹp, gần với vị trí bến xe Yên Nghĩa vô cùng luôn, gần với lại khu đất dịch vụ Yên Nghĩa nha mọi người. Từ vị trí của cái ngôi nhà này mà ra tới khu đất dịch vụ nó chỉ 500m thôi, mình được hưởng toàn bộ những cái tiện ích nội khu của khu đất dịch vụ đấy, ví dụ như là đi bộ này, thể dục thể thao rất là ok luôn. Tiếp theo, mời quý khách hàng vào phía phòng bếp. Các chị em nội trợ thì ai cũng sẽ quan tâm cái gian phòng bếp, và Ngọc Ánh cũng vậy. Ngọc Ánh cũng là một phụ nữ rất là yêu thích nấu ăn. Bởi vậy cho nên là cái gian phòng bếp này cảm thấy rất là thích luôn. Bởi vì sao ạ? Nó rất là thoáng ấy mọi người ạ. Đây, mọi người có thể nhìn thấy không? Cái gian phòng bếp này hướng cửa sổ ra phía ngõ, khi mà vừa nấu ăn vừa có thể trông nhà, vừa có thể trông xe này. Đó. Và cái gian phòng bếp đây mọi người có thể thấy tủ bếp được lắp đặt đầy đủ, tủ gỗ An Cường nha mọi người. Đó.
Cái tủ gỗ An Cường này thì cái thương hiệu nó đã bền vững lâu năm rồi. Chắc chắn quý khách hàng nào mà có quan tâm đến đồ nội thất thì sẽ biết đến cái thương hiệu này. Phụ kiện bếp đi kèm, chất liệu toàn bộ inox 304, vòi, rửa cũng như là chậu rửa bát được lắp đặt đầy đủ. Mặt bếp ốp toàn bộ là đá đen granite và xung quanh bếp là được ốp gạch 30-60. Đảm bảo cái vệ sinh lau dọn sạch sẽ cho chị em phụ nữ mình nha. Đây, gian phòng bếp đây rất là rộng nha quý vị. Đây chính là phần để tủ lạnh và cái tủ lạnh ở đây quý khách hàng có thể sử dụng hoàn toàn bằng tủ lạnh side by side nha. Đây, khoảng cách của nó rất là lớn, nó khoảng tầm hơn 1 mét nha mọi người. Ngoài ra có một nhà vệ sinh ở phía dưới tầng 1 đây. Quý khách hàng có thể nhìn thấy. Nhà vệ sinh đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Quý khách hàng có thể ngắm nghía giúp Ngọc Ánh từ phía phòng bếp mà hướng ra phía phòng khách. Rất là rộng, một gian phòng bếp riêng biệt, gian phòng khách riêng biệt. Rất là thoáng, hướng nhà là hướng đông nam, mùa đông thì ấm mà mùa hè thì vô cùng mát nha mọi người. Tiếp theo, hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang được ốp đá granite. Và phía cầu thang ở đây, mọi người có thể thấy ngăn cách giữa phòng khách và phía cầu thang đi lên là có một cái vách CNC rất là đẹp. Đó. Còn cái bức tường ở đây, bức tường và bên trên này là gỗ thì tường ở đây là toàn bộ đã được ốp gạch thẻ rất là chỉn chu. Đây là phía toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà, vậy thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 2 của ngôi nhà. Và quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế hai phòng ngủ riêng biệt ạ. Hai phòng ngủ này rất là rộng nha mọi người. Đây, Ngọc Ánh đi đến tận cuối phòng cho quý khách hàng xem. Vô cùng rộng. Với cái căn phòng ngủ này nó khoảng tầm 15m² ấy mọi người. Toàn bộ phòng ngủ này đã có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài này, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa này, hệ thống trần thạch cao giật cấp này. Đó. Gạch lát nền kích thước 60-60. Cửa thông phòng toàn bộ là thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Với cái gian phòng ngủ vô cùng rộng, vị trí gọi là đắc địa của khu vực luôn ấy mọi người ạ. Tiếp theo, gian phòng ngủ nữa. Và phòng ngủ này thì nó hẹp hơn cái phòng ngủ kia một chút xíu thôi nha mọi người. Và có cửa sổ hướng ra phía bên ngõ này rất là thoáng và hút gió nha mọi người. Đó. Và ở đây cái phần này là phần ban công mở, mọi người có thể nhìn thấy này. Và còn một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài nữa nha mọi người. Phòng vệ sinh này cũng rất là rộng ạ. Đầy đủ về hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu này, hệ thống lavabo, hệ thống gương tắm. Rất là thoáng rộng với cái gian phòng vệ sinh này nha mọi người. Phòng vệ sinh rất là rộng ạ. Tiếp theo mời quý khách hàng lên trên phía tầng 3 của Ngọc Ánh xem cái ngôi nhà này tầng 3 thiết kế như thế nào nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt như tầng 2 mọi người ơi, gồm hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Như vậy lên trên tới phía tầng 3 của ngôi nhà là đã có 4 phòng ngủ riêng biệt rồi. Wow, căn nhà diện tích rộng, phòng ngủ lớn, 4 phòng ngủ riêng biệt, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp riêng. Quý vị còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị chốt nhanh nhất cái căn nhà này nào. Căn phòng ngủ tiếp theo ở tầng 3 đây, nói chung là thiết kế giống với tầng 2 thôi mọi người ạ. Nhưng mà với cái diện tích rộng thì quý khách hàng, bất kỳ một quý khách hàng nào cũng đều mong muốn cái diện tích rộng, giá thành hợp lý, vị trí xuất sắc. Đây là một trong số những căn nhà mà Ngọc Ánh quay có cảm hứng mọi người ạ. Rất là có cảm hứng để chia sẻ tới quý khách hàng. Mong muốn quý khách hàng mà muốn diện tích rộng, muốn vị trí đẹp, muốn nhiều phòng ngủ thì đây chứ phải gọi ngay cho Ngọc Ánh luôn nha mọi người. Phòng vệ sinh tiếp theo của tầng 3 đây. Như vậy ngôi nhà này 3 phòng vệ sinh nha mọi người, tầng 1, tầng 2 và tầng 3 đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Phần còn lại đó chính là tầng 4, mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế thực sự có hợp lý với cái giá chào bán của khu vực này hay không nha. Xin mời quý khách hàng. Với tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế gồm một khu vực để máy giặt mọi người nha. Gồm một khu vực riêng để máy giặt, một khu vực để sân phơi và một căn phòng thờ. Đây chính là phòng thờ của ngôi nhà. Đầy đủ ánh sáng, đầy đủ cửa sổ.
đầy đủ không khí vào trong gian phòng. Hướng nhà là hướng Đông Nam thì em chắc chắn với quý vị nào mà khó tính nhất cũng không thể nào mà loại bỏ hướng Đông Nam được. Bởi vì theo các cụ là cái hướng đấy gọi là hướng quốc dân đi mọi người ạ. Đấy, ai cũng có thể ở được cái hướng Đông Nam. Đây chính là cái phần sân phơi của ngôi nhà, quá là rộng luôn nha mọi người. Quý khách hàng nào mà yêu thích trồng cây, trồng lan, trồng hoa rồi là trồng rau thì cái sân phơi này nó quá là đẹp luôn, quá là thú vị đó. Quý khách hàng nhìn xung quanh cùng Ngọc Ánh nhá. Từ vị trí ngôi nhà này, đây mọi người có thể nhìn thấy dân cư rất là đông đúc. Bởi vậy cho nên đừng quý khách hàng nào hỏi em là em ơi với cái giá chảo bán đấy thì bên em cái nhà đấy liệu là nó có thưa thớt dân cư không hay là ở thế nọ ở đấy kia không. Không nhá mọi người, nhìn qua video là mọi người có thể ngắm nghía xung quanh luôn này. Rất là nhiều tòa chung cư xung quanh. Ví dụ ở đây xung quanh này là có tòa Xuân Mai này, tòa Dương Nội này, tòa PCC1 của Yên Nghĩa này. Đó, từ vị trí ngôi nhà này cách bến xe Yên Nghĩa, Ngọc Ánh nhắc lại nhá, một cây thôi mọi người ạ, một cây thôi. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này, muốn được đặt lịch để đi xem thì vui lòng gọi ngay cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên không thể bỏ lỡ bất kỳ một bất động sản tiếp theo nào cập nhật lên trên kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.